Hello, Miss Nhi xin chào. Hello, bà chủ. Dạ rồi, hôm nay quý khách uống gì ạ? Hôm nay Miss Nhi có món gì mới không ạ? Miss Nhi có món mới theo trend luôn là món Milo nấm. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá. Chị có thể làm cho em một món Milo nấm siêu to khổng lồ được không ạ? Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn hả? Đúng vậy. Trước giờ chưa bán nhưng mà thôi thì khách quen là làm hết. Vậy khách chờ chút xíu nha, 30 giây nha. Ok, chờ luôn. Rồi. Hello, xin chào cả nhà. Mình là Nhi Vinh Ba đây. Và tiếp tục ngày hôm nay, Nhi sẽ hướng dẫn một món là vô cùng hot trend luôn và đang khuấy đảo cộng đồng mạng hiện nay. Đó chính là món Milo nấm. Milo nấm thì trên mạng thì Nhi thấy người ta làm khá là đơn giản. Tuy nhiên là ngày hôm nay Nhi cũng sẽ làm phiên bản Milo nấm, nhưng mà phiên bản siêu cấp. Bởi vì là Milo nấm của Nhi đó thì Nhi sẽ nấu sốt đàng hoàng, để khi mà cái sốt mà mình rưới lên nước đá đó thì khuấy đều lên, trộn đều lên ăn hòa quyện rất là ngon. Còn trên cộng đồng mạng thì Nhi thấy là đá bào xong rồi rưới sữa đặc trực tiếp lên á, thì Nhi thấy như vậy nó chưa có ngon. Và ngày hôm nay thì Nhi sẽ hướng dẫn cho công thức ngon hơn nha. Và để trước khi bắt đầu vào cách làm món á, thì mời cả nhà mình cùng với Nhi đến với phần giới thiệu nguyên liệu. Rồi, nguyên liệu chúng ta gồm có nha, là mình sẽ có cái phần mà cái nấm thì nó sẽ có cái phần tai nấm và chân nấm. Tai nấm thì Nhi sẽ làm bằng bột pudding sô cô la 100g kết hợp với 100g đường. Rồi còn chân nấm thì Nhi sẽ dùng bột cốt dừa lọc phát. Đây, bột cốt dừa lọc phát thơm ngon. Bột cốt dừa lọc phát 100g. Rồi dùng thêm 150g đường và 6g bột rau câu. Thì đó là nguyên liệu để 5 nguyên liệu để mình có thể làm được phần tai nấm và chân nấm. Tiếp theo là Nhi sẽ có một cái phần nấu sốt cacao ngon để mình có thể rưới chung với phần đá bào. Là Nhi ở đây là Nhi sẽ sử dụng 400 sữa tươi không đường, 400 sữa đặc, 100g bột cacao và 2g muối ăn. Tiếp theo nữa, về phần topping của cái món Milo nấm này thì mình sẽ thiên về những cái topping vị sô cô la hay Milo ha. Đó, thì như vậy là Nhi sẽ có bột Milo, rồi Nhi có trân châu đen luộc ngâm đường, rồi Nhi có đậu phộng, Nhi có bánh Oreo. Hoặc là nếu mình không sử dụng bánh Oreo thì mình có thể dùng những cái snack hoặc là những cái bánh mà sô-cô-la để mình thay thế. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong phần nguyên liệu cần có. Bây giờ mình sẽ đi vào các thao tác thực hiện để làm món. Và đầu tiên là Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta nấu cái phần gọi là chân nấm. Chính là cái phần mà thạch nước cốt dừa nha. Chúng ta có hai cách thức nấu nha. Cách 1 là chúng ta khi nước còn nguội thì chúng ta sẽ cho đường, bột rau câu vào khuấy tan, ngâm 30 phút, sau đó bắt lên bếp nấu 5 phút. Đó là cách 1. Còn bây giờ Nhi sẽ nấu với cách số 2. Cách số 2 là nước sôi. Nước sôi thì mình tắt bếp, mình khuấy bớt nhiệt xong rồi mình sẽ cho hỗn hợp bột rau câu và đường vào đánh mạnh tay. Mình nhớ là cho từ từ đánh mạnh tay để nó tan hết và nó không bị bón cục mà nước nó vẫn trong nha. Đó, đây là cách nấu trực tiếp với nước sôi rất là nhanh, không có cần phải ngâm. Còn nếu ai không muốn nấu trực tiếp với nước sôi thì như Nhi có nói lúc đầu, chúng ta khuấy tan bột với đường rồi chúng ta ngâm 30 phút. Còn ở đây là Nhi không ngâm, Nhi nấu trực tiếp nước sôi luôn, nhưng mà cho vô từ từ và đánh mạnh tay. Đó, sau khi đánh tan xong anh chị thấy nó trong veo luôn. Trong veo là nó không bị bón cục. Lúc này mình sẽ mở lửa lớn lên. Mình nấu cho đến khi nào rau câu của mình sôi lên. Sau khi rau câu sôi lên rồi thì lúc này mình sẽ xuống lửa nhỏ, nấu cho nó sôi lăn tăn 5 phút trên bếp để cho rau câu nó chín. Mà rau câu nó chín kỹ thì nó lâu bị chảy nước nha. Rồi, nói chung đánh thật là tan, sau đó nấu sôi lên. Nấu sôi lên xong rồi bắt đầu giảm lửa, nấu sôi 5 phút ha. Rồi, trong lúc chờ đợi thạch chín thì mình sẽ khuấy nước cốt dừa với nước sôi nha cả nhà. Rồi, đây Nhi để đây cho mình nhìn thấy luôn ha. Rồi, Nhi sẽ rót 50ml nước sôi vào cái chén 100g bột cốt dừa. Và mình sẽ dùng cái muỗng để mình khuấy cho cái bột cốt dừa với nước sôi nó tan ra, để tí mình hòa vô với thạch á thì nó đều ha cả nhà. Đó, ngon lắm. Bột cốt dừa lọc phát này là làm từ dừa non, rất là thơm ngon, tự nhiên. Đó, mình rất là tiện lợi không? Anh chị thấy tiện lợi ghê không? Mình không cần phải ngồi vắt từng cái cơm dừa một, rất là vất vả. Ở đây chúng ta chỉ việc khuấy vậy thôi, khuấy cho là nó tan, nó thành bột cốt dừa, nó thành nước cốt dừa luôn, rất là ngon luôn. Đó, nước cốt dừa này, bột cốt dừa này ngoài việc nấu thạch nè thì mình có thể sử dụng bột cốt dừa để mình nấu nước cốt dừa ăn chè, rồi dùng bột cốt dừa này làm thành những cái nước cốt dừa để các món cà phê, trà sữa vân vân.
đều rất là đa dụng ha cả nhà, bột cốt dừa lọc phát. Rồi khi đã đủ thời gian là 5 phút thì lúc này đây Nhi sẽ cho bột hỗn hợp nước cốt dừa đã pha vào nồi khuấy đều để chúng ta có được cái gọi là thạch cốt dừa. Rồi tiếp theo mình dùng cái que khuấy mình khuấy nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nào cái phần thạch và cái phần cốt dừa của mình hòa đều vào nhau, lúc này mình tắt bếp. Lưu ý là cái lúc nào mà có bột cốt dừa thì không nên nấu lâu, bởi vì nấu lâu quá thì nó sẽ bị một cái hiện tượng là nó tách dừa nha. Rồi mình khuấy đều xong là mình có thạch cốt dừa. Bây giờ lúc này đây mình sẽ lấy cái ca, mình lấy cái ca mình múc cái phần thạch cốt dừa của mình và mình rót vào khuôn. Khuôn thì mình sẽ có những cái khuôn silicone, đây khuôn silicone rất là mềm, mình rót vô. Đây gọi là khuôn chân nấm, khuôn trụ tròn đó. Rồi đó là trường hợp mình mua được cái khuôn xịn sò như thế này. Trường hợp 2, mình không mua được cái khuôn hoặc là mình không muốn mua thì mình lấy cái ca đông 100 á đó, hoặc là mình mua cái ca đông 100 này nè, mình cho thạch vô vẫn được luôn, cho tới 60ml nha. Cho thạch vô tới 60ml giùm Nhi nha, thì nó vẫn có cái hình trụ. Mà nếu mình mua cái ca đông 100 này nè, mình mua ca đông 100 này là mình còn sử dụng cho được nhiều cái công việc khác nhau nữa nha, là mình dùng nó sau này mình đông nguyên liệu được luôn. Rồi ngon quá. Như vậy là mình đã rót, mình đã rót cũng chưa hết, nhưng mà ở đây Nhi chỉ cần rót khoảng 10 khuôn là tí nữa Nhi đã đủ để làm. Còn phần còn lại thì mình tiếp tục dùng khuôn và rót vào những cái khuôn hình trụ như thế này giùm Nhi nha. Rồi sau khi mình đã xong được cái phần gọi là cái phần thân nấm, phần gọi là thân nấm, bây giờ chúng ta đến tiếp theo là phần tai nấm. Tiếp theo bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần tai nấm cho món Milo nấm. Hoặc là công thức này cũng chính là công thức nấu pudding sô-cô-la luôn nha. Vậy thì để nấu được pudding sô-cô-la, để mình có thể làm được phần tai nấm thì chúng ta cần 100g pudding sô-cô-la. Nguyên liệu thứ hai mà mình cần đó chính là 100g đường, nguyên liệu đơn giản vậy thôi. Đồng thời chúng ta cần thêm 1 lít nước. Trước tiên là chúng ta sẽ nấu cho nước sôi lên. Và trong thời gian chờ nước sôi thì chúng ta sẽ trộn bột rau câu với bột pudding lại với nhau. Rồi chúng ta trộn rau câu với bột pudding lại với nhau, trộn đều. Mình nên trộn như vậy á, để cho nó khi mình đổ vô nước sôi nó không bị vón cục. Có hai cách nấu nha. Một á, là chúng ta sẽ cho hỗn hợp bột pudding và đường vào trong một nồi nước nguội khuấy tan, mình ngâm nửa tiếng rồi mình mới bắt lên bếp mình nấu 5 phút. Cách hai là mình có thể nấu trực tiếp với nước sôi, thì Nhi sẽ hướng dẫn cách số 2 cho nhanh. Cách số 2 là mình không cần ngâm, không cần chờ. Nước sôi thì chúng ta tắt bếp, sau đó chúng ta khuấy cho bớt nhiệt, rồi chúng ta sẽ cho lần lượt, chúng ta sẽ cho từ từ cái bột rau câu, bột pudding và đường vào. Vừa cho vừa đánh mạnh tay để bột pudding và đường tan liền trong nước, để cho cái pudding của mình á nó không bị vón cục. Cho từ từ, nhớ đánh đều tay và đánh mạnh tay. Đó, bằng cách này thì không cần ngâm mà chúng ta làm cái pudding của mình nó không bị vón cục. Rồi mình khuấy thêm thật kỹ nữa. Rồi sau khi mình khuấy thật kỹ rồi, mình bật bếp lên, mình nấu cho đến khi nào pudding nó sôi lên. Và khi pudding nó sôi lên á thì mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu sôi lăn tăn liên tiếp trên bếp 5 phút. Thì kể từ lúc nó sôi lên thì mình sẽ bớt lửa, miễn sao mình nhìn trong nồi sôi lăn tăn là được. Có những khi mà mình bớt lửa vừa, có những khi bớt lửa nhỏ, thì nó tùy vào cái điều kiện nhiệt độ xung quanh ha anh chị ha. Quan trọng là mình nhìn cái hiện tượng sôi lăn tăn là được, 5 phút, sôi lăn tăn 5 phút là được ha. Rồi trong suốt quá trình mình nấu sôi này mình giảm lửa nha. Khi sôi lên lớn lên như vậy là mình giảm lửa. Mình giảm lửa và mình nấu sôi liên tiếp 5 phút. Rồi có bọt thì mình bớt bọt giùm Nhi nha. Nhưng mà nhớ bớt lớp mỏng thôi, tại vì thực ra là mình vớt bọt để tí nó khỏi rổ bề mặt, chứ cái bọt nó không có gì dơ, để mà mình vớt dày thì nó bỏ rất là lãng phí ha, cái phần pudding của mình. Đó, mình chỉ nấu với lửa nhỏ mà mình giảm nhỏ nhất mà cái nồi nó vẫn sôi, vì vậy mình bưng lên cho cái nồi nó giảm, cái bếp nó giảm nhiệt bớt đi, rồi từ từ mình đặt xuống lại ha cả nhà. Do sôi dữ quá đến khi giảm lửa thì nó vẫn còn nóng. Thơm quá trời luôn, thơm cái mùi sô cô la ngon, tại vì Nhi rất thích ăn sô cô la nên là cái pudding này là số 1 luôn, thơm mùi sô cô la. Quá ơi là thơm. Rồi như vậy thời gian nấu 5 phút đã đủ rồi. Bây giờ Nhi sẽ tắt bếp và đổ khuôn. Đây, khuôn của mình đây. Rồi pudding sô cô la đã chín thì mình sẽ rót vào những cái khuôn mềm nha, khuôn silicone. Mà khi dùng khuôn silicone á thì yêu cầu á là mình sẽ phải dùng cái mâm để đựng cái khuôn lên. Bởi vì tí nữa mà mình không cái mâm á, mà lúc mà nó đang nóng mà mình muốn di chuyển á, thì nó sẽ ọp ẹp, nó sẽ đổ cái bột, cái nước rau câu hoặc là nước pudding của mình ra ngoài nha. Vì vậy mình dùng khuôn silicone thì mới có cái mâm ở dưới. Rồi bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ
đông thạch đầy cái khuôn nấm, đây gọi là khuôn nấm nha. Khuôn nấm này là tất cả các nguyên liệu làm cái món Milo nấm này á, kể cả khuôn, kể cả dụng cụ, ở Vinba mình đều có bán. Nếu anh chị nào mà muốn mua nguyên liệu á, dụng cụ thì có thể đến trực tiếp địa chỉ 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để mua hàng. Nếu trường hợp mình muốn mua online, mình có thể để lại số điện thoại của mình trên cái bài học này, sẽ có nhân viên tư vấn gọi cho mình để tư vấn về mặt nguyên liệu cũng như là dụng cụ nha. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong cách làm cái tay nấm cho cái món Milo nấm, cũng như là phần trụ nấm, thân, cũng như là phần chân nấm cho món Milo nấm. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nấu sốt cacao thật là ngon để mình vào cái phần Milo nấm nha. Tiếp theo là Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta làm sốt cacao thật là ngon để mình có thể kết hợp với phần đã vào làm món Milo nấm nha. Thì để mà làm được sốt cacao thì chúng ta cần 400ml sữa tươi, 400ml sữa đặc, 100g bột cacao và 2g muối ăn. Nếu trường hợp mình cần làm ít hơn thì mình chia 4 chia 5 ra vẫn được nha. Rồi bây giờ cách thực hiện. Đầu tiên là chúng ta cần phải trộn cái sữa tươi mình có với cái bột cacao và muối cho tan ra. Mình sẽ khuấy tan phần bột cacao, muối, sữa đặc tan ra. Rồi tiếp theo mình cho sữa vô mình khuấy tan ra luôn. Rồi khi khuấy tan nguyên liệu rồi mình sẽ cho hết nguyên liệu vào nồi. Sau đó bật bếp lên, bật bếp lên để nấu sôi cái hỗn hợp nguyên liệu này. Khi mà mình nấu sôi như vậy á thì nó sẽ lâu hư ha cả nhà, lâu hư. Mình để được trong ngăn mát được 3-4 ngày. Mình sẽ nấu cho đến khi nào hỗn hợp sốt cacao của mình sôi lên, sôi lớn lên là mình có thể tắt bếp. Để vào trong những cái bình có nắp, mình có thể để nhiệt độ thường dùng trong ngày hoặc là bảo quản ngăn mát dùng được 3-4 ngày nha cả nhà. Trong suốt quá trình nấu thì mình nhớ khuấy đều để sốt Milo của mình không bị cháy nha. Và khi đã sôi lên thế này rồi là mình tắt bếp liền, mình không nấu nữa. Như vậy là chúng ta đã có phần sốt Milo, chúng ta đổ ra ca, ra bình để mình sử dụng. Như vậy là cái phần mà pudding sô-cô-la nè, rồi phần thạch dừa đã đông lại rồi. Bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ lấy thạch ra nha. Đó, đối với khuôn mềm này mình chỉ cần là đẩy nhẹ và đưa tay vào để lấy cái phần này là gọi là tay nấm. Đã rung rinh rất là ngon này cả nhà. Rồi bỏ ra dĩa, tí nữa mình dùng nha. Đó, đây, tay nấm. Rất là đơn giản để lấy ra ha. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Rồi, đó là xong phần tay nấm. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ đến với phần lấy cái phần chân nấm. Chân nấm thì lúc nãy mình đổ vào hai khuôn. Khuôn thứ nhất là khuôn silicone, khuôn thứ hai là ly 100 đổ 60ml thì cả hai đều dễ lấy nha. Mình có cái xin que, mình bóp. Nếu mà khuôn silicone thì mình bóp cái này cho nó long ra, nó lắc ra. Rồi mình dùng cái xin que mình sẽ đưa vào đây, quay và đổ ra. Đó là mình được những cái cây nấm, cái chân nấm thành trụ. Rồi ví dụ cái ly thì sao? Cái ly thì mình đưa cái xin que vô nè, đưa vô mép góc cùng nè, xoay tròn. Đến khi nào nó lắc ra, mình ấp xuống thì nó sẽ rớt ra. Đó, mình cũng được một cái khuôn trụ rất là đẹp. Vậy thì tính ra cái ly này nó hay hơn đúng không? Bởi vì mình mua cái cao đông này mình dùng được cho pha chế luôn. Rồi mình sẽ xoay, kéo ra. Rất là dễ dàng để mình lấy hết những cái phần chân nấm ra. Rồi silicone thì nó mềm hơn, mình có thể bóp. Nhưng mà cuối cùng mình cũng có dùng cái que này nè, đó mình phụ hoặc một tí. Rồi mình đẩy nó ra. Rồi như vậy là chúng ta đã có mười mấy cái chân nấm rất là hấp dẫn. Bây giờ đã đầy đủ phần nguyên liệu cần cũng như là thành phẩm. Bây giờ mình đến với phần ra món nha. Rồi bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ làm ly gọi là Milo nấm khổng lồ để phục vụ cho cái người khách vừa rồi nha. Bắt đầu bây giờ Nhi sẽ dùng cái thủy tinh đẹp, cái nồi thủy tinh đẹp thế này luôn để làm nguyên một cái nồi gọi là Milo nấm khổng lồ và làm 7 ly. Cái nồi này là làm được 7 ly luôn nha. Đầu tiên mình sẽ cho 7 ly đá 500 vào nồi. Đó.
đã bào ngay cả nhà. Rồi 7 ly đá hết nồi luôn, hết thùng đá luôn, làm cho nó bằng ra cả nhà. Rồi rồi tuyệt vời, tóc hành nha, tóc hành nha. Rồi tiếp theo Nhi sẽ rót cái phần sốt Milo vào. Sốt Milo này á, 7 ly là rót 350. À, 7 ly rót 350, phần ở giữa là không nên rót để bỏ nấm nha. Trời ơi, tuyệt vời. Rót phần ở giữa mà rót ít thôi. 350, wow. Quá trời quá đất rồi. Ở đây mình có 7 ly là mình sẽ sử dụng khoảng 12 cho đến 14 cái bánh nha. Bánh Oreo đập dập, rải đều lên. Đó, rải về một góc. Và mình có nhiều topping lắm, mình cứ để mỗi thứ một góc cho hấp dẫn. Trời ơi, quá trời quá đất luôn rồi. Quá ngon. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cái bột Milo, mình rải đều lên để tí nó trộn ăn cho dễ đều. Bột Milo thì rải đều lên. Đó, sau khi rải đều xong á thì mình cũng đổ nó vào một vị trí cho nó hấp dẫn. Đó, bột Milo này là 7 ly thì 7 muỗng bột Milo nha. Rồi tiếp theo là trân châu của mình. Cứ một ly là nửa vá. 7 ly thì mình cho 3 vá rưỡi. Coi như là khổng lồ luôn. Trời lớn luôn. Quá quá ngon, quá ngon rồi, quá ngon rồi. Đấy, rồi tiếp theo mình sẽ rải luôn cái phần đậu phộng lên đây. Tí nó trộn đều lên ăn. Rất là ngon nha cả nhà. Tiếp theo mình sẽ nấm ha, mình lên cây nấm nha. Rồi bây giờ mình vô cây nấm, mình cố định cây nấm. Một cây 7 ly thì mình có thể cho 5 đến 7 cây ha, hai cây nấm. Nấm quá trời rồi. 3 cây. Topping cũng nhiều nên chắc mình không cho được nhiều nấm nha cả nhà nha. Đó. Rồi ở đây mấy em nấm này nó đứng chắc lắm nên mình lấy một cây được rồi. Tại vì khi nào mà mình cái ly á, mình sợ mình mới hai cây ha. Tay nấm nè, quá hấp dẫn. Dễ thương. Rung rinh này cả nhà. Rung rinh. Đó, rất là rung rinh nha. Mềm, rung rinh, ngon. Tuyệt nhiên. Rồi, bây giờ rắc một miếng bột cacao. Quá hấp dẫn rồi. Ok, xong. Coi như là phần Milo nấm này là cộng lại có 7 ly. Mỗi ly 10 ngàn thì 7 ly là nồi này là tính ra là 70 ngàn. Mà mình bán ra là mình bán ly 35 ngàn. Nên nồi này tính ra khoảng hơn 200, nhưng mình bán tròn 200. Và bây giờ mình sẽ ra giao món cho khách để coi cảm nhận của khách như thế nào nha. Wow, ta-da, món Milo nấm khổng lồ đã tới. Ôi, nhìn núng này núng lính luôn. Thơm phức. Cái này bao nhiêu tiền vậy ba chủ? Cái này là 7 ly. Thì nhẽ ra là hơn 200 ngàn nhưng mà tính khách quen 200 ngàn thôi. Ôi, chừng nhỏ. Đây, wow, bò cho bà chủ luôn. Bò luôn? Đúng vậy, wow. Bò luôn. Rồi, cảm ơn quý khách rất nhiều, chúc quý khách ngon miệng. Ôi, tuyệt vời quá. Yeah, như vậy là đã lượm được những đồng lúa đầu tiên của món Milo dầm rồi. Và đặc biệt có phiên bản khổng lồ. Những ai muốn làm món Milo nấm phiên bản khổng lồ thì comment Milo nấm phiên bản khổng lồ để được hướng dẫn và tư vấn nha. Chúc tất cả mọi người mua may bán đắt và lụm lúa mỗi ngày, nhà vía đông khách, nha.